cái sâu thủy lại làm không hề, không hề để hình bác Năm, bác Năm Thích Nghĩa nha con, chứ không phải bác Năm Ruột nha. Ờ, bác Năm Ruột là bác rồi, bác Năm Ruột là bác của con Bùm, à bác của con Bùm Bùm, ông là bác ruột của Bùm Bùm, còn con là bác Kết Nghĩa. Không mà công nhận cái dòng của thằng này nó ăn dai vậy thôi, ăn dai vậy rồi. Dòng như là cái dòng họ cũng ông Năm cố nghệ sĩ đó, bắt nợ cái dòng nhận này hay làm sao đó. Từ đời mà ba nó là đu bám ông Năm, nó nhờ ông Năm giúp rất là nhiều, rồi tới sau này, tới bây giờ tới nó đu bám con này nữa. Nếu mà mai mốt mà cái vụ này mà thành công mà con Ron ấy là con ruột của cố nghệ sĩ đó, thì nó đầu tới con Tí bám vô mấy đứa con của Ron ba đời. Bà nhớ nè, cái câu này nó chính xác nhất nè con, không có cố nghệ sĩ Vũ Linh, Linh Tâm làm sao mà thành danh cho được, hiểu không? Mà không có Linh Tâm thì làm sao Linh Tí tồn tại trong cái xã hội này cho được. Anh Lê Tĩnh ơi, em nói cho anh nghe nè. Trời ơi là trời, với cái sự hiểu biết của anh nó giống như là ếch ngồi đá giếng như vậy đó. Anh nói chuyện nghe mà trời ơi là trời, má ơi má, má tính năm nay má bao tính bao nhiêu tuổi vậy, má tính năm nay má tính sáu mấy rồi mà sao nói chuyện giống như mới lên sáu lên bảy vậy mẹ, hay mẹ tính. Trời ơi chị tính ơi, chị tính nói nghe này, chị tính thì đúng rồi, không có chú Linh Tâm thì đâu có anh Linh Tí là đúng rồi, tại vì cha người ta mà không có chú Linh Tâm thì làm sao có Linh Tí, cho nên cái câu đó anh nói nghe trời ơi cái đó là tất yếu á, cái đó là những cái mà tất yếu á, tại vì bây giờ anh Linh Tí là con của chú Linh Tâm mà nếu như không có chú Linh Tâm thì không có anh Linh Tí là đúng rồi. Người có còn phải nói cái câu mày quá dư thừa đó không vậy hả mẹ tính, hả chị tính. Chị sáu mấy tuổi rồi cho nên là chị có bị lẫn không vậy? Có bị lẫn trước tuổi không mẹ? Hãy mẹ tính. Còn thứ hai thì do anh nó là giống như kiểu mà cái tầm của anh á, nó giống như kiểu mà ếch ngồi đá giếng á, cho nên anh chỉ biết được cái thế giới của một cái con ếch nó vô cùng chật chội và nhỏ bé ở dưới cái đá giếng á, cho nên anh không có biết thế giới ngoài kia nó rộng lớn như thế nào. Em nói cho anh nghe nè, nói về tài năng của chú Linh Tâm á, đừng có nói là thật sự mà nói thì cũng có thể là cũng phải nhờ cái giống như kiểu cũng nhờ sự hỗ trợ của chú đúng không, nhưng để mà thành danh là phải do năng lực của chú Linh Tâm, chứ không thể, không có ai mà có thể mà để cho anh thành danh khi mà anh không có năng lực hết trơn. Dù cho chú có nâng đỡ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu như chú Linh Tâm mà không có giỏi, không có thực lực á, thì không có bao giờ mà thành danh được đâu, không có bao giờ nổi tiếng được đâu. Cho nên nó là giống như anh đó, coi anh không có tài năng, cho nên bây giờ anh chạy Uber là đúng chưa, là anh không có tài năng đó. Mặc dù là trước đó anh được cô Kiều Oanh rồi trung tâm này nọ lăng xê anh lên đó, mà anh có nổi đâu. Anh chỉ có thể đóng được một hai cái giai diễn, hai ba cái tuồng hài, cái xong rồi thôi lùi vào lãnh cung, rồi bây giờ đi chạy Uber, tại vì có tài năng cái gì đâu, chỉ có một màu như vậy thôi, diễn có một nét một như vậy thì làm sao người ta mời được nhiều giai diễn, đúng không? Còn em nói cho anh nghe nè, về giọng hát của chú Linh Tâm á, thật sự mà nói thì với người khác thì Chí Cảnh không biết, nhưng mà đối với bản thân Chí Cảnh nha, 1-9-1-10 với chú á, tôi nói thiệt, đối với người khác thì tôi không biết. Thật sự tại vì cái chuyện mà cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau, nhưng mà đối với bản thân Chí Cảnh thì cái giọng hát của chú Linh Tâm và cái giọng hát của chú Vũ Linh á cũng 1-9-1-10 á. Cái giọng hát của chú Linh Tâm nó rất là ngọt và đặc biệt là nó có nội lực kinh khủng luôn. Và chú Linh Tâm là một người nói cái thổi nó rất là tròn vành rõ chữ. Trời ơi cái giọng hát của chú Linh Tâm hay lắm. Chí Cảnh là, nói chung là Chí Cảnh nghe tuồng của chú Linh Tâm, mà thường chú Linh Tâm hay đóng với chú Vũ Linh, đóng với cô Tài Linh. Mà thường á là ví dụ như trong cái tuồng đó phải không, là chú Vũ Linh với cô Tài Linh là một cặp. Cho nên á là thường hồi nhỏ là Chí Cảnh hay thích coi tuồng của chú Linh Tâm với lại thích coi tuồng của chú Vũ Linh với cô Tài Linh là vậy đó. Là tại vì á là chú Linh Tâm hay đóng cái vai mà người thứ ba đó, rồi xen vô rồi kiểu mà cái hơi điểu điểu cắn cán đó mọi người, rồi kiểu mà xen vô là trời ơi, hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng.
Hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng chú Linh Tâm là không phải là tôi ghét cái gì, mà tại vì giống như kiểu mà làm cho cô Tài Linh khổ và làm cho chú Vũ Linh không có đến được với cô Tài Linh, rồi làm cho hai người chia cách. Rồi tại trời, hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng, hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng chú Linh Tâm, nhưng mà không phải là tôi ghét ổng mà tôi ghét cái vai diễn. Cho nên nó là về giọng hát nha, là tại vì ngày xưa khi mà mình ghét á mọi người, mình ghét cho nên mình không có chú ý cái giọng hát, tại vì mình thấy cái trong cái tuồng đó ổng ác quá, ổng xen vô cái tình yêu của chú Vũ Linh với cô Tài Linh đó, rồi sau mình ghét ổng cho nên mình không có chú ý cái giọng hát. Nhưng mà thật sự mà nói, sau này khi mà Chí Cảnh biết đó chỉ là diễn thôi, đó chỉ là tuồng thôi chứ không phải là ngoài đời, tại vì cái lúc mà Chí Cảnh nghe cái tuồng đó đó là Chí Cảnh còn nhỏ, cho nên Chí Cảnh không có hiểu được thế nào là đời, thế nào là phim, thế nào là tuồng, thế nào là kịch. Chí Cảnh cứ tưởng đâu là à, trời ơi cái ông này ổng phá hoại hạnh phúc của kia, cho nên là mình ghét như vậy. Tại cái thời điểm mà Chí Cảnh coi là Chí Cảnh còn rất là nhỏ, 6-7 tuổi, là Chí Cảnh đã nghe chú Linh Tâm với chú Vũ Linh rồi, thì do mình quá ghét ổng cho nên là mình không có cảm nhận được cái giọng hát của ổng. Chứ thật ra cái giọng hát của chú Linh Tâm rất là hay, nó rất là ngọt và nó đầy nội lực luôn á. Sau này khi mà Chí Cảnh lớn lên á, Chí Cảnh hiểu được là đó chỉ là diễn thôi, thì Chí Cảnh mới lắng nghe lại, thì thật sự mà nói cái giọng hát của chú Linh Tâm hay lắm mọi người, nó rất là ngọt và nó hay, mà nó kiểu mà nó nội lực kinh khủng luôn á. Và sau này Chí Cảnh, trời ơi, Chí Cảnh mê rất là nhiều cái vở, cái tuồng mà của chú Linh Tâm chú hát á, hay lắm. Cái này tôi nói thiệt, tôi không có binh nha, Chí Cảnh là cái nào nói cái nào ra cái đó. Thật sự mà nói giọng hát của chú Linh Tâm rất là hay. Đối với bản thân của Chí Cảnh á, theo Chí Cảnh cảm nhận là 1 9 1 10 với chú Vũ Linh á, không có kiểu mà trời ơi hay lắm mọi người. Và đặc biệt là diễn nha, về giọng hát là đã rất là hay rồi, còn về mà diễn xuất á thì cũng kiểu mà cũng 1 9 1 10 với chú Vũ Linh luôn. Tôi thấy là như vậy luôn mọi người, tại vì kiểu mà diễn, trời ơi, diễn là làm cho tôi ghét cay ghét đắng, là phải diễn như thế nào tôi mới ghét được, đúng không? Trời ơi, diễn như là không diễn luôn đó. Chú Linh Tâm diễn rất là hay, nhưng mà đặc biệt là chú Linh Tâm có thể diễn nhiều vai diễn. Ổng diễn vai buồn được nè, vai vui được nè, vai hài được nè, vai ác được, vai bi được, vai bi, vai hài, vai gì ổng cũng diễn được hết trơn á. Ví dụ như mà cái tuồng nó cần hiền là ổng hiền, cái tuồng nó cần ác là ổng ác, rồi cái tuồng mà cần hài là ổng hài, ổng diễn hay lắm mọi người. Nhưng mà tại vì ngày xưa đó kiểu mà hay giao cho ổng mấy cái vai mà kiểu mà phá hoại hạnh phúc của chú Vũ Linh với cô Tài Linh, rồi trong cái nhiều tuồng nào ổng cũng kiểu vậy đó, rồi cho nên là mình mới ghét ổng, kiểu mà mình ghét cái vai diễn đó. Nhưng mà tại vì lúc đó thì mình không có phân biệt được là đâu là đời, đâu là diễn, cho nên là mình ghét luôn, rồi mình không có chú ý tới cái giọng hát của chú. Nhưng mà sau này là chú Chí Cảnh đó, thứ nhất là Chí Cảnh chú ý về cái giọng hát thì chú Linh Tâm hát rất là hay. Cái vấn đề thứ hai nữa là chú Linh Tâm diễn rất là hay, diễn tự nhiên, diễn rất là tự nhiên, rất là đời diễn, nhưng mà không diễn, diễn hay cũng giống như chú luôn vậy đó, y chang như là 1 9 1 10 với chú luôn vậy đó. Trời, hay lắm. Cho nên là anh Lê Tính ơi, anh đừng có nói cái câu mà chú Linh Tâm đu bám vào chú Vũ Linh. Thật sự mà nói thì nếu như mà có cái sự hỗ trợ dìu dắt trong nghề á, thì nếu như mà có như vậy thì rất là mang ơn. Nhưng mà để mà thành danh là phải từ năng lực của chú Linh Tâm. Chứ nếu như mà chú Linh Tâm là một người không có năng lực thì sẽ chạy Uber giống như anh đó. Nha anh Lê Tính, nếu như mà không có năng lực là không có bao giờ thành danh được đâu, là cũng sẽ chạy Uber giống như anh luôn vậy đó. Để em kể cho anh nghe cái sự dìu dắt nè, giống như cái bà Ve đó, bà cũng được sự dìu dắt của chú đúng không? Nhưng mà có ai biết tới bà không? Cái bà Hồng Ve đó, không ai biết tới bà hết trơn á, cho đến ngày mà chú mất á, rồi bà lên bà trả lời phỏng vấn thì người ta mới biết đó là cháu gái của chú. Lúc đó bà mới thật bất ngờ mà nổi tiếng, chứ trước đó không ai biết bà là ai hết trơn á. Anh ơi, cùng cái thời ca sĩ với bà Ve đó, anh coi nhiều người ta rất là nổi tiếng, còn bà có nổi tiếng gì không? Bà không có nổi tiếng gì hết trơn á, bà rất là bình thường. Rồi sau đó thì em sẽ lấy cho anh một ví dụ nữa nè, là cái ông Vũ Le là cũng được sự dìu dắt của chú, là một người con nuôi trong nghề. Nhưng mà cái ông đó, ông có kiểu mà ông có được đánh giá cao về chuyên môn không? Không có. Diễn rất là dở, ca cũng rất là dở luôn anh ơi. Cái gì mà le ca không hay, le đờn nghe cũng dở đó. Không có tài năng, không có năng lực gì hết, ngoài cái mác con nuôi của chú ra em không có thấy được tài năng gì hết trơn đó.
cũng dìu dắt đó, nhưng mà có thành danh gì đâu. Và cái tên của ông Vũ Le đó, ông cũng cực kỳ mờ nhạt cho đến cái ngày mà ông dẫn Hồng Loan lên mộ, và cái ngày chú mất ông về ông đội tang để tang gì đó, thì lúc đó mới được nổi lên thôi. Chứ thật sự mà nói, trong suốt cái sự nghiệp của ảnh, ổng á, em chưa thấy là ổng nổi tiếng với một cái tuồng nào luôn á. Và ổng đã thành công với một bài hát nào em cũng chưa biết luôn. Cho nên là đừng có nói cái câu là chú Linh Tâm đu bám vào chú Vũ Linh mới được thành danh. Không có đâu anh ơi. Ví dụ như là chú Vũ Linh có cái công để mà dìu dắt vào nghề đồ này nọ thì ok. Nhưng mà để mà thành danh là phải đi lên từ năng lực. Chú Linh Tâm được nổi tiếng và được nhiều người yêu mến là từ cái năng lực. Thứ nhất là giọng hát rất là hay. Thứ hai là diễn xuất rất là hay, rất là tự nhiên luôn, diễn rất là hay, diễn hài được nè, diễn vui được, diễn buồn được, diễn hiền được, diễn ác được, diễn đủ tất cả các loại vai. Và chú Linh Tâm là ngoài hát giọng cổ hay, hát nhạc cũng rất là hay. Hát nhạc hay lắm, hay hơn Vũ Le nhiều. Và đặc biệt hay hơn anh luôn á. Trời ơi, mà quên nữa, trời ơi, anh làm sao mà đủ cái tư cách để mà so sánh. Sorry anh nha, sorry anh Lê Tính nha. Tại vì anh Lê Tính không có đủ cái level để mà so sánh. Trời ơi, trời ơi, tự dưng cái so sánh anh Lê Tính vô à. Là anh Lê Tính không có được so sánh. Anh Lê Tính là, anh Lê Tính bây giờ so sánh với ai bây giờ? Anh Lê Tính so sánh với Võ Diệp Bao á, anh Lê Tính cũng không được luôn. Không được so sánh với Võ Diệp Bao luôn. Tại vì quá dở. Giống như kiểu mà một trời một vực đó. Anh Lê Tính bây giờ so sánh với ai? Anh Lê Tính là bây giờ là cái giọng hát của anh Lê Tính là chắc cũng cỡ cái bà Le Le. Anh Lê Tính là bây giờ so với bà Le Le nè, hay là Thủy Le, Thủy Lê rồi đó, là ok. Anh là chung chung cái nhóm đó đó anh. Anh là so sánh như vậy đó, chứ không có đủ tư cách để mà so sánh với lại Võ Diệp Bao nữa. Cho nên là hồi nãy mà em có lỡ mà em so sánh với lại chú Linh Tâm đó là coi như là lỡ nha, lỡ nha, con xin lỗi chú nha, chú Linh Tâm. Tại vì con lấy anh Lê Tính con so sánh với chú rồi, con bị vạ miệng chú ơi. Chứ anh Lê Tính là thật sự mà nói, trời ơi, anh Lê Tính hát dở hơn em. Anh Lê Tính ơi, anh Lê Tính hát dở hơn em nữa, anh không có đủ tư cách để so sánh với em nữa. Anh là chỉ có thể mà so sánh với lại bà Le Le rồi Thủy Lê đồ này nọ, đồ chơi cho vui rồi thôi anh ơi. Chứ thật sự mà nói á, anh mà có năng lực thì đâu bây giờ anh đâu có ngồi đó mà anh live stream kiếm tiền. Và anh có năng lực thì đâu bây giờ anh đâu có ngồi đó mà anh đi chạy Uber suốt đêm, thâu đêm suốt sáng. Cho nên là anh nghĩ là ai cũng dựa, cũng đu bám đâu hả? Trời ơi là trời, chú Linh Tâm có cái tài năng, cái năng lực. Và cái vấn đề ở đây là em nói cho anh nghe nè. Thứ nhất là chú Linh Tâm được thành danh á là cái nhờ, đầu tiên là phải nhờ tổ độ cho chú. Có nghĩa là cái người đó sinh ra và được tổ chiếu cố tới thì mới nổi tiếng được. Còn nếu như mà tổ đã không chiếu cố rồi, ta nói dù có giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng không có bao giờ mà nổi tiếng được. Em nói thiệt, tổ nghề sân khấu nói chung là quan trọng lắm anh ơi. Giống như anh nè, giống như anh nè, có duyên đến với nghề nhưng mà tổ không có độ anh. Cho nên là bây giờ là anh 60 mấy tuổi rồi đi chạy Uber đó anh, là anh hiểu rồi đó. Cho nên là anh cũng phải hiểu rất là rõ trong sân khấu cải lương mà. Những người nào nổi tiếng là thường được tổ độ thì người ta mới nổi lên được. Bên cạnh cái tài năng á, và thường tổ chỉ độ những người có tài năng thật sự thôi. Cho nên là với những người mà kiểu mà không có tài năng thật sự thì sẽ bị out ra liền. Đó, cho nên là những cái nghệ sĩ mà cái thời của chú Vũ Linh đó là thường là đi lên là toàn là từ năng lực không à, chứ không có ai mà đu bám hay là drama, dramatic gì hết trơn. Ngày xưa đâu có drama, ngày xưa đâu có kiểu mà thế này thế kia. Ngày xưa ai muốn nổi tiếng là phải có năng lực anh ơi, không có ai đu vô ai được hết trơn á. Ví dụ như mình được cái người đã dẫn vô nghề rồi có cái duyên đối với nghề thì nói chung là cũng công nhận. Nhưng mà đừng có nói cái câu là nhờ chú Linh Tâm là thành danh, là nhờ đu bám vào chú Vũ Linh là không có. Những cái thời mà của chú Linh Tâm đó nha, có thể anh là cái người mà sinh sao đẻ muộn nè. Ủa lộn, anh mà đẻ muộn cái gì nữa, trời ơi, anh 60 mấy tuổi rồi đẻ muộn gì. Chắc là tại vì cái tư duy của anh nó, cái sự hiểu biết của anh nó muộn chứ cái tuổi thì không có muộn. Cái tuổi của anh thì nó không có muộn, mà cái tư duy của anh nó, cái sự hiểu biết của anh nó muộn màng quá. Vào cái thời của chú Vũ Linh, chú Linh Tâm, cô Lệ Thủy, đúng rồi, cô Lệ Thủy, chú Minh Dương, rồi cô Thanh Kim Huệ nè, rồi
cô Kiều Hoa nè, rồi cô Phượng Liên nè, đó là mấy cái người mà hồi xưa đó đó là toàn bộ là đi lên bằng năng lực hết. Ngày xưa đâu có hát nhép, ngày xưa không có hát nhép anh ơi, ngày xưa không có chiêu trò, ngày xưa không có kiểu mà lên trả lời phỏng vấn và nó sao gây sốc cái nổi tiếng, không có. Ngày xưa tất cả những nghệ sĩ ngày xưa muốn nổi tiếng là phải có thực lực, phải có năng lực. Ví dụ như là trong cái mảng mà cải lương đi ha, thì phải hát rất là hay, hát rất là hay và có một cái màu sắc riêng biệt luôn. Ví dụ như mỗi người là mỗi giọng luôn, không có giống gì hết trơn á. Ví dụ như cái giọng cô Lệ Thủy đây là một cái giọng nó rất là đặc biệt, nó riêng biệt. Cô Lệ Thủy hát lên cái là nghe biết liền. Rồi cái giọng của cô Thanh Kim Huệ cũng vậy, hát lên cái là nghe cái biết cô liền luôn. Rồi cái giọng của cô Kiều Hoa hát lên cái nghe cái khác liền. Cái ví dụ như giọng của cô Mỹ Châu hát lên cái khác liền. Giọng của cô Phượng Liên hát lên cái khác liền. Rồi giọng của chú Vũ Linh cũng khác, giọng của chú Minh Dương cũng khác, chú Minh Phụng cũng khác, Trọng Hữu, chú Trọng Hữu cũng khác. Rồi nói chung là mỗi người mỗi giọng đó, mỗi người là một cái màu sắc rất là riêng biệt. Và họ đi lên là toàn là bằng năng lực hết, phải tự hát hết. Ngày xưa là không có cái kỹ thuật mà xử lý nha, mà kiểu giọng nói, giọng hát đâu giống như bây giờ đâu. Không có phải giống như bây giờ mà ca sĩ đâu ha, nghe trong MV thì chỗ nó hay hú hồn luôn, đi ra nghe like cái muốn hết hồn luôn vậy đó. Hồi xưa là ta nói hả, nghệ sĩ là hát ở trong băng đó, làm sao là bên ngoài hát y vậy luôn, nhiều khi còn hay hơn nữa. Thiệt. Có thể là cái do anh sinh cũng đúng đó, anh sinh không có muộn, mà tại vì cái sự hiểu biết của anh nó quá muộn, nó không có hiểu. Em mà trời ơi, cái thời của em là lẽ ra là em không có hiểu rõ, nhưng mà em còn gành như vậy thì sao mà anh Lê Tính kỳ vậy, anh Lê Tính. Ngày xưa là tất cả nghệ sĩ này nọ, ca sĩ nghệ sĩ đâu này nọ, nói chung là ai mà muốn là đứng lên trên sân khấu mà cầm mic á là phải có năng lực hết, ai cũng hát hay hết. Chứ không có giống như bây giờ. Trời ơi, bây giờ tao nói có nhiều ca sĩ trong MV rồi quê trong nghe ở trên ấy rồi đó, thu âm rồi đó, hay quá trời hay luôn, đi ra ngoài hát live nó trời nó dở. Nó hát thì không có hơi hám gì hết trơn á, hát mình cho nó dở ẹt, dở ùn mà cũng lên là ca sĩ hạng A hạng yết rồi đó. Cho nên là thật sự mà nói thì chú Linh Tâm hát rất là hay, và chú Linh Tâm diễn cũng rất là hay, và chú Linh Tâm được thành danh là do năng lực thật sự, và cũng nhờ kiểu mà tổ độ chú Linh Tâm, cho nên chú Linh Tâm mới nổi tiếng nha. Chứ không phải là cái chuyện mà đu bám vào ai này nọ. Nếu như mà anh mà nếu như mà đu bám hay vậy, sao cái bà mà bà em của chú Vũ Linh đó, bà không nổi tiếng anh. Nếu như mà nói mà dìu dắt đồ này nọ đồ đó rồi đu theo mà nổi tiếng, thì cái bà mà em của chú Vũ Linh, cái bà Sáu đó, bà cũng nổi tiếng rồi, sao bà không nổi tiếng, sao bà hát càng ngày càng chìm với anh Lê Tính. Rồi cái ông mà ông Bảy đó, ông Bảy cũng chú cũng dìu dắt ổng vô rồi cũng ấy đồ này nọ, rồi cái ông Bảy đó ông có nổi tiếng không anh? Rồi bây giờ ổng ở đâu rồi, ổng ở đâu trong cái bản đồ cải lương, ổng ở đâu trong cái bản đồ mà giọng cổ cải lương đồ đó, tuồng đồ này nọ đó. Cái ông vừa ông Bảy đó ổng ở đâu, cái bà Sáu đó ổng ở đâu, bà ở đâu, tại sao những người đó cũng đi đu theo chú đó mà có nổi được đâu. Và những người đó là cũng được chú dìu dắt đồ này nọ mà có nổi tiếng được không, là tại vì không có thực lực, không có năng lực. Và đặc biệt là tổ không có độ. Tại vì sao? Tại vì tư cách đạo đức không có thì tổ nào mà độ. Trời ơi, tổ nghề sân khấu chỉ có ưu ái và có thể là đưa những người mà có đạo đức lên thôi. Còn những người mà không có đạo đức đó, kiểu mà tư cách không có đó, thì sớm nở chiều tàn hả anh ơi. Ủa mà không có chiều tàn nữa, 10 giờ rồi giống như hoa 10 giờ vậy đó anh. Hoa 10 giờ đó, 10 giờ rồi lên tàn hết trơn hả, không có được tới chiều nữa. Thường ta sáng nở chiều tàn, còn này là tới 10 giờ là héo queo hết trơn rồi, sụm nụ hết rồi anh ơi.
Rồi tiếp theo anh nói là gia đình của anh Linh Tý á, là đu bám vào 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 gia đình của Hồng Loan ba đời đúng không? Có nghĩa là từ thời chú Linh Tâm đu bám vào chú Vũ Linh, rồi sau đó tới thời của anh Linh Tý đu bám vào Hồng Loan, rồi sau này con của anh Linh Tý là đu bám vào con của Hồng Loan nữa đúng không? Ba đời đó, nhà tôi ba đời đó. Là trời, đu bám cái gì mà đu bám? Có cái gì mà đu bám? Ngày xưa thì ví dụ như chú Linh Tâm và chú Vũ Linh cũng giống như kiểu mà cũng là anh em đồng nghiệp với nhau, thì cũng hỗ trợ nhau, kẻ tung người hứng. Thì cứ ví dụ như trên một sân khấu hoặc trong một cái tuồng đi, thì người này tung người kia hứng, làm qua làm lại để cả hai cùng nổi tiếng, chứ cái gì mà đu bám. Cũng phải có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Có rất là nhiều cái tuồng mà nếu như mà không có cái vai của chú Linh Tâm thì cái tuồng đó cũng đâu có thành công. Cũng phải nhờ sự hỗ trợ của chú Linh Tâm thì cái tuồng đó nó mới có một cái sự đặc biệt, có một cái màu sắc riêng biệt. Mỗi người là một cá tính mà, chứ sao mà anh nói chuyện kỳ vậy anh Lê Tính? Anh là người trong nghề, lẽ ra anh phải hiểu rõ cái vấn đề đó. Mỗi người sẽ có một cái giá trị khác nhau anh ơi. Anh lớn tuổi rồi mà sao anh nói chuyện mà giống như kiểu mà không có tư duy gì anh. Trời ơi, trong có rất là nhiều cái tuồng mà chứ cảnh cảm thấy là cái vai diễn của chú Linh Tâm là một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Và nếu như mà không có cái sự diễn xuất và tài tình của chú ấy thì cái tuồng đó cũng sẽ bớt cái phần mà hấp dẫn và bớt cái sự thành công. Rồi trở lại với anh Linh Tý và chị Bích Trâm với lại Hồng Loan ha, thì thật sự mà nói đâu có đu bám gì đâu trời. Có cái gì mà đu bám? Hồng Loan mà với anh Linh Tý đu bám vô Hồng Loan là đu bám cái gì? Thật ra chị Bích Trâm và anh Linh Tý tới để ủng hộ tinh thần cho chị Hồng Loan. Chị Bích Trâm đã nói rất là nhiều lần là không có giúp đỡ về mặt tài chính, tại vì anh Linh Tý với chị Bích Trâm nói là mình không có quá giàu có để mà giúp đỡ tiền bạc đồ dữ dội, nhưng sẽ là một cái hậu phương vững vàng để ủng hộ tinh thần cho chị Hồng Loan, cho chị ấy vững vàng thêm. Rồi khi mà chị Hồng Loan bị cái này bị cái kia thì anh Linh Tý và chị Bích Trâm sẽ lên tiếng để bảo vệ, để ủng hộ chị ấy về mặt tinh thần. Cho nên là cái gì mà đu bám, có cái gì mà đu bám, anh Linh Tý với chị Bích Trâm tới để mà hỗ trợ nè, rồi giúp đỡ, rồi động viên, rồi coi như là cũng mà cổ vũ, rồi làm một cái gì đó ở phía sau để mà cho chị Hồng Loan được tự tin, là bởi vì có nhiều người ủng hộ. Và anh Linh Tý và chị Bích Trâm là một trong những cái mà chị cảnh nghĩ rằng là một cái gì đó, là một cái liều thuốc tinh thần rất là vững cho chị Hồng Loan. Ngay từ đầu luôn đã lên tiếng ủng hộ rồi, cho chị Hồng Loan càng thêm vững vàng. Tại sao anh Linh Tý và chị Bích Trâm không ủng hộ cái bà Ve? Mặc dù cũng chơi với nhau từ nhỏ, cũng biết nhau từ nhỏ, và đặc biệt bà Ve bả còn trong nghề đồ này nọ đâu nữa, mà tại sao anh Linh Tý không ủng hộ bả? Thì anh phải hiểu vấn đề là tại vì bả không xứng đáng. Tại sao Hồng Loan không phải là một người trong nghề, không có đi diễn chung, không phải đồng nghiệp gì hết, mà anh Linh Tý lại lựa chọn ủng hộ Hồng Loan? Thì anh phải trả lời cái câu hỏi đó. Có thể là do cái trình độ của anh nó quá thấp. Nó thấp, không biết là hồi xưa anh học tới lớp mấy ha. Nhưng mà có thể là do cái trình độ của anh nó, cái khả năng nhận biết của anh nó hơi bị hạn hẹp, cho nên anh không có nhìn ra cái vấn đề đó. Chứ những người mà người ta thông minh, người ta nhìn vô cái người ta biết liền, người ta biết là tại sao anh Linh Tý lại lựa chọn Hồng Loan để ủng hộ mà không ủng hộ bà Ve, trong khi bà Ve bà cũng là người trong nghệ thuật đồ chung ngành chung ơ rồi đó, mà tại sao không ủng hộ bà? Tại vì bà có vấn đề. Tại vì bà có vấn đề, bà không có mà kiểu bà không có chơi đẹp với anh em, với đồng nghiệp, và bà có rất là nhiều vấn đề. Anh Linh Tý chơi với Hồng Loan đồ từ nhỏ, biết từ nhỏ, cho nên quá hiểu Hồng Loan là ai, cho nên người ta phải ủng hộ. Anh có hiểu không anh Lê Tính? Anh hỏi anh Linh Tý có hiểu không, chứ thật ra em anh nên tự hỏi mình nó có hiểu không.
Rồi thêm nữa là trời ơi, đã rồi 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 có thấy đu bám gì đâu trời. Thì ví dụ như người ta mời anh lên tí thì mời Hồng Loan, hoặc là mời Hồng Loan thì mời anh lên tí, thì kiểu mà mời chung một xô như vậy, chứ có cái gì mà đu bám ai mà đu bám ai. Mỗi người có một cái cá tính, mỗi người có một cái giá trị, một màu sắc riêng biệt hết trơn rồi mà đu bám cái gì hả? Và thật sự mà nói thì Hồng Loan đi show cũng ít lắm, chứ đâu phải là ngày nào cũng đi show mà anh Linh Tý phải đu bám vào Hồng Loan mới có show. Trời ơi, năm khi 10 quả, nhiều khi mấy tháng trời Hồng Loan mới đi hát một lần, là hát hát kiểu hát cho vui, gặp mọi người rồi đó, giao lưu với cô chú đồ này nọ để đáp lại cái tình cảm mà mọi người yêu thương, mọi người ủng hộ, cho nên Hồng Loan mới nhận lời hát, chứ không phải là đi hát theo tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là anh Linh Tý đâu có cần phải đu bám vào Hồng Loan để có show, tại vì lâu lâu Hồng Loan mới đi một lần, chứ phải ngày nào cũng nhận show đâu anh Linh. Anh Lê Tính, anh Lê Tính thôi, là anh Lê Tính đúng không? Em nói như vậy anh có cảm thấy thuyết phục chưa? Trời ơi, anh sắp mấy tuổi em? Phân nửa anh, em phân nửa anh mà em phải dạy dỗ anh là em cũng mệt lắm anh Lê Tính ơi. Tại vì anh hồi xưa anh kiểu mà không biết làm sao mà anh học hành gì kỳ vậy, anh để cho em dạy dỗ anh hoài vậy anh Lê Tính. Em dạy dỗ anh mấy tháng nay rồi sao anh không có khôn lên được vậy anh Lê Tính? Trời ơi, Hồng Loan lâu 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 mới đi hát một lần, thì anh Linh Tý đu bám vào, đu bám làm sao? Đu bám vào mà lâu thì còn lâu mới có một cái show, thì đu bám để làm cái gì? Đâu phải là Hồng Loan ngày nào cũng chạy show, và đặc biệt là Hồng Loan đâu có yêu cầu là book tôi là phải book anh Linh Tý. Mà những bầu show mà book, cái vụ mà book hát đó là giống như kiểu là cũng là bạn của anh Linh Tý đó. Thì có bao nhiêu bộ show đâu, bộ show Quy Lê nè, thường xuyên là bộ show chỉ có anh Quy Lê là anh book thôi, thì cũng có anh tổ chức nhiều show này show nọ đâu thôi, thì anh chủ yếu là anh Huy Quy Lê mọi người, cho nên mọi người cũng ủng hộ anh Quy Lê ha. Để mà sắp tới là ngày 9 tháng 9 là cũng có một cái show ở ngày 9 tháng 9 là sẽ có một cái show ở ở tại cái quán cà phê của anh Quy Lê á, là ở 386 Lê Trọng Tấn á mọi người. Đó, thì mọi người nhớ ủng hộ nha. Ngày đó thì Hồng Loan sẽ hát rất là gần sân khấu luôn, có nghĩa là gần với tất cả mọi người luôn đó. Học có phải là một cái sân khấu có một cái sự xa cách gì hết trơn á, rất là gần với mọi người luôn, cho nên là mọi người đến thì rất là dễ để mà chụp hình nè, rồi nói chuyện, rồi tay bắt mặt mừng rồi này nọ luôn. Nói chung là đó là một cái buổi giao lưu ở tại một cái quán cà phê, chứ không phải là một cái sân khấu mà xa cách nhau đồ, có một cái khoảng cách, cho nên là ngày đó là tri ân những khách, những fan thân yêu của Hồng Loan từ đầu tới bây giờ. Bây giờ thì cũng đã gần kết thúc cái drama rồi, cho nên là anh Quy Lê á, ảnh mới tổ chức cái show đó. Và cái show đó thì có sự xuất hiện của Chí Cảnh đó nha mọi người. Sau đó thì có sự xuất hiện của Chí Cảnh, Võ Việt Bân, đồ này nọ, đồ nữa. Nói chung là ngày đó thì mọi người sẽ gặp tất cả những người mà ở trong drama, những người luôn bên cạnh ủng hộ Hồng Loan. Và cô chú sẽ có cơ hội để được gặp Chí Cảnh ở bên ngoài, xem Chí Cảnh có đẹp hay không, có dễ thương hay không. Rồi Chí Cảnh sẽ chụp hình với mọi người đó, Chí Cảnh, Võ Việt Bân, đồ đó. Rồi Hồng Loan, rồi anh Linh Tý, chị Bích Trâm, anh không biết có anh Quy Sang không ta, hình như có anh Quy Sang nữa. Rồi có rất là nhiều người đó, thì cô chú thương ai thích ai thì có thể chụp hình chung, hoặc là tất cả mọi người chụp hình chung luôn. Rồi cũng có nhiều anh em YouTube nữa đó, thì Chí Cảnh nghĩ rằng cô chú anh chị cũng cũng biết nhiều kênh YouTube đúng không, thì mình tới đi, mình tới rồi mình thích ai đó mình chụp hình, tại vì Chí Cảnh nghĩ rằng những người ủng hộ Hồng Loan giống như một gia đình vậy đó mọi người, giống như một gia đình, nhìn ai cũng thân thiện hết đó. Cho nên là ngày 9 tháng 9 sẽ có một cái show ở ở quán cà phê, là quán cà phê không biết cà phê tên gì, Chí Cảnh không có nhớ tên, nhưng mà nó ở địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn ở Tân Phú á mọi người. Cho nên là cô chú anh chị mà có ai có rảnh thời gian thì hãy đến. Một cái vé xem đó thì sẽ là 200 ngàn, bao gồm nước uống luôn. Nói chung là ai muốn uống gì uống đó, muốn uống gì cũng được đó, là vừa vừa xem hát, rồi vừa giao lưu, rồi vừa chụp hình, rồi vừa uống nước đồ này nọ luôn, là một vé là 200 ngàn ha.
Cho nên là thôi tính tới cái thời anh Linh Tý là đã thấy không có sự đu bám nào rồi đó. Mà anh kêu là ba đời gia đình nhà anh Linh Tý ba đời đu bám là nào vậy trời. Em thấy là anh đang đu bám cho cái tên Hồng Loan để anh kiếm cơm đó, anh kiếm ăn mỗi ngày đó anh Lê Tính ơi. Chứ anh Linh Tý với chị Bích Trâm cũng không có mặn mà lắm với cái drama này đâu, em nói thiệt. Anh Linh Tý và chị Bích Trâm không có mặn mà với cái drama này đâu. Tại vì nếu như người ta mặn mà là ngày nào người ta cũng lên YouTube người ta kiếm ăn giống như anh rồi. Còn anh Linh Tý và chị Bích Trâm có hèm quan tâm tới đâu. Năm khi 10 quả mới ra được một clip, và năm khi 10 quả mới live stream một lần, và năm khi 10 quả mới thấy có nhiều cái chuyện chướng tai gai mắt thì mà anh Linh Tý và chị Bích Trâm mới đăng một cái status thôi. Chứ không có phải là ví dụ như anh nói em chịu, anh nói em đu bám em chịu, tại vì em ngày nào cũng ra clip anh ơi, ngày em ra 2-3 clip để em kiếm ăn, em không ra clip là em không có ăn. Thì anh nói em chịu, anh nói em đu bám mà kiếm cơm rồi em chịu anh ơi, em cái tính em nó thật thà lắm, có là em nhận mà anh, đúng nhận sai cãi anh ơi. Mà em thấy là anh nói em á, thì em chịu đó, em thế, em chịu thay cho anh Linh Tý nè, là em đu bám, tại vì em làm YouTube, em kiếm tiền. Em là chủ yếu là sống để kiếm tiền YouTube đó anh. Thì anh nói em đu bám thì em chịu. Còn anh Linh Tý là em không có chịu. Tại vì anh Linh Tý không có mặn mà với cái drama đâu. Anh Linh Tý không có mặn mà. Và đặc biệt cũng không có kiếm muốn kiếm tiền từ cái drama này luôn á. Người ta có công việc riêng của người ta. Cho nên là anh Linh Tý không phải giống như anh. Ngày nào cũng đi lên live stream, đi lái Uber về thì lo nghỉ ngơi đi. Đi lái Uber cả đêm về mắt thì trời ơi nó đỏ lè, đỏ lét như vậy đó. Tại vì chạy xe nguyên đêm đó thì cũng rất là tội nghiệp. Rồi sau đó không có kịp thay đồ thay ơi gì hết. Cái xong rồi xong rồi đổi cái gì lên đó. Rồi xong rồi dẻ lên. Rồi xong cái lên đó ngồi trời rồi hát hò rồi lên phân tích. Rồi lên rồi tự hào là mình là bà luật sư. Trời ơi là trời, anh Lê Tính là anh Lê Tính sao kỳ vậy anh. À, trời ơi hôm bữa nói chiến cảnh Võ Việt Băng ghen với tôi, tại vì tôi là bà luật sư, tôi được luật sư Ngủ Quên chọn, cho nên tôi là bà luật sư chiến cảnh với Võ Việt Băng ghen. Ôi là trời, má ơi má tính tội nghiệp má quá ha. Kiểu mà lần đầu tiên được yêu hả, lần đầu tiên được cái ông đó, ông chiếu cố tới hả, cái ông Ngủ Quên ông chiếu cố tới cho nên mừng dữ vậy đó hả anh. Mà thật sự mà nói thì thôi em nhường cho anh đó, chứ em không có muốn là ông bà luật sư đâu anh ơi. Trời ơi, luật sư, bà luật sư, cái ông luật sư đó phải chi một luật sư đại tài, một luật sư nổi tiếng, một luật sư có uy tín, một luật sư mà có cái này cái kia thì mình còn ham. Còn một luật sư mà như vậy đó mà cũng luật sư luật ơn. Cho nên đó là em nói cho anh nghe nè, trong cái drama này em sẽ kể ra những cái tên mà gọi là đu bám để kiếm ăn á. Thứ nhất là em không sao hết trơn, mọi người không có gì hết trơn, không có gì mà phải né tránh như trơn á. Không có phải như cái bà bảy mèo, tôi không có cần tiền, tôi lên thế này thế kia, là tôi không có cần tiền. Không, em trong cái drama này em là người kiểu cũng đu bám nhau để kiếm ăn, nhưng mà kiếm ăn một cách dễ thương, kiếm ăn sạch sẽ, kiếm ăn được mọi người ủng hộ. Đặc biệt là không có chuyện không nói có. Và đặc biệt là Chí Cảnh là một người ủng hộ cái đúng. Cho nên Chí Cảnh mặc dù ai cũng biết Chí Cảnh lên kiếm tiền YouTube, nhưng mà mọi người rất là thương và mọi người rất là thông cảm cho Chí Cảnh. Và mọi người đã chịu khó xem quảng cáo cho Chí Cảnh rất là nhiều luôn. Xem tới, xem nuôi, xem xuôi, xem ngựa, xem rất là lâu luôn. Cho nên là trong cái drama này em là người được kiếm ăn nè. Và anh cũng kiếm ăn luôn. Em và anh. Rồi Thủy Lê cũng đu bám vào để kiếm ăn, để lên trên đó mà live stream rồi có mệnh mạnh thượng quân đồ này nọ, rồi gót tiền vô đồ này nọ rồi đó. Em, anh, Thủy Lê và Hoa Hậu Bảy Màu. Hoa Hậu Bảy Màu cũng làm kiếm tiền, kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Thám Tử Cao kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Bà Trang Khách Sạn cũng kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Bà Mặt Trời cũng kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Đạo diễn Nguyễn Đức Dây cũng kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Tất
cả chúng ta đều kiếm ăn từ tên của Hồng Loan. Nhưng có người kiếm ăn được nhiều người thương, nhiều người ủng hộ, còn có nhiều người kiếm ăn mà người ta rất là ghét, mà tại vì không có dám thừa nhận, không có dám thừa nhận là mình lên mình kiếm ăn, mà mình tôi lên vì chính nghĩa, tôi lên vì thế này thế kia, xạo hết. Lên kiếm ăn thì nói đại kiếm ăn đi trời, giống như em nè, em nói khi em kiếm ăn đó, em lên em nói đại kiếm ăn đó, có ai ghét em đâu, em có bị quê gì không, đâu có gì đâu quê. Thì mình cũng lên kiếm ăn nhưng mà cũng bằng tài năng của mình, cũng bằng sự hài hước, sự dí dỏm đồ này nọ, đồ sự mà phân tích rõ ràng, đúng đồ này nọ, đúng trọng tâm đồ thì người ta mới ủng hộ, đúng không? Cho nên á, tất cả em và anh đâu này nọ là những người kiếm ăn. Còn những người mà không có kiếm ăn, đem kể cho anh nghe một cái tên, vài cái tên mà không kiếm ăn nè. Ví dụ như là anh Linh Tý là không có kiếm ăn nè, chị Bích Trâm cũng không có kiếm ăn nữa, tại vì cái công việc của chị Bích Trâm hồi trước giờ cũng vậy, anh Linh Tý cũng vậy nha. Rồi thêm nữa là chị Ni không có kiếm ăn nè, chị Ni là không có kiếm ăn, không có bán hàng, không có làm YouTube nè. Võ Diệt Bân nó cũng không có kiếm ăn nè, Võ Diệt Bân nó cũng không có mặn mà với cái tiền YouTube hay là tiền này tiền kia, nó cũng bận rộn lắm. Nó là đại gia ngầm, đại gia Bình Dương đó, cho nên là nó cũng không có cần mấy cái vụ mà tiền YouTube đâu em nha, em cần đó. Rồi anh Quy Sang nè cũng không có cần nè, chị Hồng Ơ cũng không có cần nè, thấy không, người ta không có cần thiết, không có cần thiết giống như mình mỗi ngày mình lên mình ra rã để mình kiếm ăn. Anh ơi, mình là những con cò đó, kiếm ăn mỗi ngày đó, thân cò lặn lội ở bờ ao đó anh ơi. Cho nên là mình đừng có so sánh, mình đừng có lấy mình để mà so sánh cho người ta. Ai mới thật sự là người đu bám? Người đu bám là anh, như anh Lê Tính. Ngày hôm nay gọi thẳng tên anh luôn á. Cái người đu bám vào drama này để kiếm ăn là anh. Cho nên là anh cứ tưởng đâu ai cũng giống như anh. Ví dụ như anh tưởng em thì em chịu, anh tưởng em đu bám giống anh thì ok, còn anh Linh Tý là không có, chị Bích Trâm không có. Cái này em không có binh nhưng mà em nhìn thực tế khách quan đó anh ơi. Người ta có thấy cái cách của người ta không? Người ta có mặn mà gì về cái drama của mình không? Người ta có giống như mình là mỗi ngày phải lên clip không? Trời ơi, em nói thiệt chứ em với anh nha, mỗi ngày mà không có clip là gầu đó, đúng không? Ngày nào mà anh không live stream là anh gầu đó, tại ngày đó không có tiền, đúng không? Em cũng vậy, ngày nào mà em không ra clip nào đó, giống như bữa đó mà em buồn, hoặc là bữa đó không có chủ đề gì, hoặc là bữa đó kênh của Chí Cảnh bị mất tương tác, mất đề xuất, rồi không có view của Chí Cảnh, buồn Chí Cảnh nghỉ, không có ra clip đó, là ngày đó là gầu đó anh, tại không có đồng nào vô người hết trơn anh ơi. Cho nên mình kiếm ăn nè anh ơi, mình đu bám, cho nên thôi mình thừa nhận đi. Mình thừa nhận đi, mình đừng có tỏ vẻ thanh cao. Cái gì mình sống thật với mình đi. Anh đã bản thân anh 60 mấy tuổi rồi, chưa bao giờ dám sống thật với mình. Lúc nào cũng phải ngụy trang, ngụy tạo hết trơn. Một lần sống thật đi. Đã dám sống thật với cái vai trò là vợ luật sư rồi đó anh, bà luật sư rồi đó, sao không dám sống thật với cái vụ mà đu bám vào drama để kiếm ăn luôn đi anh. Nó cũng vậy ha. Trời ơi, cái vụ mà tôi tự xưng là bà luật sư với lại cái vụ kiếm ăn YouTube đó cũng vậy hả anh ơi, nó cũng ngang ngang, không có khòng mắc cỡ. Kiếm ăn nó đại, kiếm ăn đi, mắc cỡ cái gì anh Lê Tính. Trời, thấy anh tội nghiệp luôn á. Nói đại đi, thừa nhận giống như em đi, nhiều khi vậy cái người ta thương người ta chịu cho anh mớ tiền đó. Thiệt. Giống như Chí Cảnh nè. Chí Cảnh là khi kiếm ăn từ drama nha, nhưng mà nhiều khi kênh với Chí Cảnh bị vấn đề đó, không có được có tiền đó, là người ta thương các người ta mua hàng ủng hộ, mà dạo này nghỉ bán hàng rồi, bán hết rồi, thấy không, thấy hứa không, thấy lời hứa danh dự chưa, bán hết là không có bán nữa, nghỉ rồi đó, dạo này không có bán nữa, bán hết rồi, nói chung cũng còn mà làm biếng lắm, còn mấy chai nước hoa này, trời ơi, ai mà thương mới mua ủng hộ luôn đi, cho nó hết luôn đi trời. Mọi người ơi, nếu như mà ai thương cái sự thành thật của Chí Cảnh đó he, mua ủng hộ đi, trời, còn có vài chai nước hoa nó hết rồi, một chai 400.000 nước hoa chính hãng Versace rồi, cái này làm
Who Robot cái này nè, trời ơi nó thơm kinh thiên động địa. Cái này là hàng chính hãng nha. Một chai như vậy là nó thơm 8-9 tiếng đồng hồ đó mọi người. Nó thơm kinh thiên động địa lắm. Cho nên là ai mà thương ủng hộ Chí Cảnh liền. Ủng hộ Chí Cảnh nha. Cái này là 400 ngàn. Ai mà thương thì ủng hộ. Inbox Zalo là 0938 386787 nha. 0938 386787. Ủng hộ đi trời. Tôi còn có vài chai nữa tôi hết rồi. Và tôi hứa là sau khi tôi hết rồi tôi không có bán nữa. Tôi tập trung chuyên môn. Mà bữa giờ là con. Bữa giờ không có ai mua nhiều. Trời ơi chán thiệt luôn đó. Một chai 400 ngàn ủng hộ Chí Cảnh cho mọi người. Còn có mấy chai đó là nó hết luôn đó. Ủng hộ đi trời ơi. Má nào bà đại gia, ba nào đại gia đó mua về rồi tặng cho người này người kia đi. Mua ủng hộ tôi hai ba lố coi. Trời ơi là trời, đại gia ơi, mấy cái anh mà mạnh thường quân đồ kiểu đại gia đứng phía sau Chí Cảnh đâu hết rồi. Hốt liền giùm coi, trời ơi dạo này kênh của Chí Cảnh view tuột quá mọi người ơi, không biết lý do luôn á. Trời ơi cái gì mà đăng lên có mười mấy ngàn view vậy rồi lấy cái gì ăn trời. Thiệt sự mà nói mười mấy ngàn view á, hình như được có 100 mấy ngàn. Mười mấy ngàn view được 100 mấy ngàn. Không biết sao mà tự nhiên cái dạo này không ai coi tôi hết trơn. Nó giống như kiểu mà chán tôi vậy hay sao. Nó thay lòng hết rồi, đi đâu hết rồi. Đi đâu mà đi qua. Trời ơi, ta thấy mấy cái kênh của mấy đứa kia sao mà view cao quá vậy. Kênh của con Thủy Lê nè, Thám Tử nè, rồi bà Trang nè, bà Mặt Trời nè. Rồi trời ơi, rồi mấy cái kênh đó sao mà view nó cao ngất ngưỡng vậy. Mà kênh của tôi dễ thương vui vẻ, không ai coi hết trơn vậy trời. Mọi người ơi, nếu như mà trong trường hợp không coi thì ai mà lỡ coi rồi thì nhớ mua hàng ủng hộ em nha. Nha, 400 ngàn một cái. Còn hơi bị ế nè, dạo này buồn lắm mọi người. Cho nên là thật sự mà nói thì mọi người ơi, thương Chí Cảnh ủng hộ Chí Cảnh nha. Clip tiếp theo sẽ quay về với Thủy Lê.